Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một cây cẩm thị khủng. Cây này dáng tam đa liền cốt luôn nha mình. Đến nở vuốt ngọn luôn. Cây này có tổng hoành là 135. 135. Có chiều cao là 80. Hoành là 135, cao là 80. Bầu đất là 70. 70 nhân cho 48. 70 nhân 48. Cây này khoảng 2 đến 3 người khiêng luôn nha mình. Cây này nhà vườn xin dọn luôn. 3.000k bao ship luôn nha. 3.000k bao ship là một cây cẩm thị khủng. Dọn vườn 3.000k bao ship. Cây này có mã số là 66 luôn nha mình. Mã số 66 là một cây cẩm thị dáng tam đa liền cốt khủng. Dọn vườn là 3.000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.